Chào mừng anh chị và các bạn đến video tiếp theo của Nguyễn Văn Đoàn. Vâng, hơn 1 tỷ thì đầu tư ở đâu? Và ngay thời điểm này đây, chúng ta đang được xem một bất động sản với diện tích là ngang 5, sâu 6-7, với tài chính chỉ hơn 1 tỷ, nằm trên mặt tiền đường nhựa. Đấy. Ngay cạnh cổng khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú đang được khởi công. Và mặt tiền đường nhựa niên xã này của chúng ta đang được làm quý vị nhá. Với hiện hữu nhựa là 6m, quy hoạch mở rộng là 32m và đang là mở rộng, thì với cái diện tích vị trí cách đây hơn 1 năm nó đã dao động từ bao nhiêu ạ? 1 tỷ 3 đến 1 tỷ 4 rồi. Với cái diện tích như này quý vị nhá, và sổ hồng sẵn như này. Nhưng mà thời điểm này chúng ta không mất công chờ đợi nữa. Thứ nhất là đường liên xã quy hoạch mở rộng 32m đang là làm. Cái mốc nội giới kia quý vị ạ. Cái mốc đỏ lớn ấy, một bên. Bên còn lại của chúng ta nằm trong này. Và tiếp theo nữa là cái khu vực này của chúng ta ngay cạnh cổng khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú, ngay cạnh tuyến đường 42m vào khu nghiệp Đông Nam Đồng Phú, và đường liên xã đang được mở rộng. Thì đây là những cái tác động lớn, và ngay chỉ cái thời điểm này chúng ta mới có cơ hội được tiếp cận và là chủ đầu tư của những bất động sản diện tích đẹp, vị trí đẹp và giá rẻ anh chị ạ. Với hơn 1 tỷ đồng một chút xíu thì hiện nay các khu vực vùng ven tại các cái mặt tiền đường liên xã như vừa rồi chúng ta quan sát ấy, thì nó đã có giá khoảng 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 rồi. Nhưng mà cái về điểm nhấn để chúng ta có thể làm cho bất động sản của chúng ta tăng giá thì nó rất là ít, hoặc là chờ rất là lâu. Những cái thời điểm này, cái ưu điểm của những khu vực này là Đấy, toàn bộ những cái thông tin vừa rồi Nguyễn Đoàn chia sẻ đều được đang triển khai thực tế. Và đây là những cái thời điểm tuyệt vời để chúng ta có thể đón đầu khu công nghiệp, đường xá, cái nhu cầu công nghiệp tại Việt Nam chúng ta. Bởi vì hiện nay như quý vị thấy là Bình Dương đúng không ạ, một thủ phủ công nghiệp của Việt Nam. Hiện nay giờ công nghiệp thì phần lớn đang là phục vụ cho công nghiệp sạch, thứ hai là dân cư. Cho nên là Bình Phước chính là một cái sự lựa chọn duy nhất của các doanh nghiệp vào cái thời điểm này. Nhưng mà về cái phần công nghiệp thì bắt buộc đường xá phải mở rộng, đúng không ạ? Đường xá phải mở rộng thì mới phục vụ công nghiệp được. Và đầu tư bất động sản tại các cái trục đường đang là mở rộng như này thì anh chị chúng ta nên tìm những bất động sản với cái chiều sâu là sâu một chút. Ví dụ trên tay Nguyễn Đoàn đang cầm chỉ có 4 tài sản thôi, ngang là 5, sâu là 6-7m, thì những cái diện tích như này, kể cả khi đường mở rộng hoàn thiện 32m thì bất động sản của chúng ta vẫn còn an toàn trong cái hành lang bảo vệ. Và khu vực này thì cũng có nhiều bất động sản hiện tại giờ đang bán vì mức giá trên 1 tỷ. Nhưng mà thứ nhất là nó ngắn, đúng không ạ? Nó ngắn cho nên là cái hành lang bảo vệ cũng sự an toàn của chúng ta nó bị hạn chế. Cái thứ hai là cái diện là cái khoảng cách không gần công nghiệp cho nên không có sự tác động về giá. Và ngay cái thời điểm này, nếu mà như anh chị chúng ta đang có những khoản tài chính nhàn rỗi và đang muốn đầu tư đón đầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Bình Phước, thì đây là một trong số những vị trí mà anh chị chúng ta nên tham khảo và đi xem thực tế quý vị nhá. Chỉ có hơn 1 tỷ đồng thôi, với diện tích là ngang 5, sâu 16-17. Hiện tại bây giờ đường 32m đang được làm. Khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú và các cái tuyến đường và đường 6-5m cũng đang được làm. Và vị trí này của chúng ta chỉ cách thành phố Đồng Xoài có 10 cây số thôi, cách Bình Dương 50 cây số và cách thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 60 cây số thôi. Thì đây là những cái khoảng cách thuận lợi cho chúng ta di chuyển khi mà đi đầu tư, thay vì các khu vực xa phải bỏ một số tiền mà chưa biết khi nào nó có thể tăng giá được. Thì những vị trí như này với cái sự hiện thực là tất cả các cái cơ sở hạ tầng đều đang được triển khai với đường tiền nhựa rộng như thế này, thì cái tiềm năng của nó trong thời gian sắp tới sẽ rất là lớn. Thì với cái vị trí như này thì đầu tiên khi mà chúng ta đầu tư ngay cái thời điểm như này thì cái việc mà mua mà kiếm lời nhanh thì nó không có được, đúng không ạ?
Và cái thứ hai nữa là chúng ta đầu tư theo cái hướng lâu dài và sử dụng vào các công việc. Thì với vị trí này ngay cạnh trường học, ủy ban nhân dân, trung tâm hành chính của xã Tân Hòa, chỉ có một chút xíu thôi, thì khu vực này ở rất là lý tưởng. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể khai thác đón đầu theo khu công nghiệp. Anh chị có thể đầu tư lại vốn, hoặc là sau này khi mà công nghiệp hoạt động thì khu vực này sẽ có cái lượng dân cư cũng như là người lao động rất là lớn về đây. Cho nên là gì ạ? Chúng ta có thể mở các cái tiệm tạp hóa, hoặc là xây các cái phòng trọ, ký ốt nhỏ để kinh doanh buôn bán ở đây. Thì đây là những cái điểm hút dân rất là tốt anh chị nhá. Cho nên là chỉ có 4 sản phẩm thôi, ngay cạnh khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú đang được khởi công, đường 42m với diện tích là ngang 5, sâu 67, sổ sẵn như thế này, và mức giá chỉ có trên 1 tỷ thôi. Anh chị chúng ta gì ạ? Bây giờ anh chị chúng ta sẽ cùng đi sâu vào đất để cùng khảo sát. Hiện trạng trong đất là trống anh chị nhá. Đất thì toàn bộ bằng đường hết. Thời gian tới khi mà quy hoạch mở rộng, đang làm mở rộng cái đường điện xã, thì đất của chúng ta cũng bằng đường luôn. 67 thì tới cái vườn điều đằng kia, rất là rộng anh chị ạ, rất là sâu. Hơn 300m2 thì chúng ta cũng xem trên màn hình thì nó chỉ ảnh hưởng và chúng ta biết được một phần nào đó, đúng không ạ? Cho nên anh chị nào chúng ta quan tâm đến bất động sản này thì hãy để lại bình luận bên dưới, hoặc là kết nối trực tiếp vào số điện thoại Zalo đang để trên màn hình. Anh chị chúng ta có thể khảo sát thực tế và xem những cái thông tin thực tế vừa rồi Nguyễn Đoàn chia sẻ, ví dụ như là khu nghiệp Đông Nam Đồng Phú, các cái tuyến đường đang làm và đường liên xã. Đây là những cái thời điểm tốt để chúng ta sở hữu được những bất động sản giá rẻ ngay cái thời điểm các hạ tầng đấy đang làm. Và 4 tài sản này chỉ dành cho 4 anh chị thôi, ở số lượng có hạn, diện tích, vị trí và giá đẹp. Và anh chị hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát những cái thông tin by Flycam ở trên cao để anh chị chúng ta cùng quan sát rõ hơn. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào nút thích trang, nút thích video để sau nhận được những thông tin giá trị từ bất động sản Bình Phước. Nguyễn Văn Đoàn xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.